ăn đi. Đã bao lâu rồi các bạn chưa ăn đậu phộng luộc? Con su, con lu với lại con bu rồi Nguyên. Ốc này là mình mua nha các bạn. Còn ốc mà ốc mà xong khối của mình thì nó còn nguyên à. Chưa làm. Để kiếp này có con ốc lát nào không? Có một con nè. Sao biết con quá? Nè. Ốc bu nè, ốc lát nè, cái đít không? Nó bị gãy hay gì á. Ha. Cái đậu phộng này mình mua đem về nhà mình nấu, nấu ăn rất là ngọt. Nãy giờ mình nằm mình chợp mắt mình ngủ được nửa tiếng ở nhà nấu. Nấu rồi, mình không có quay được. Thức dậy là có đậu phộng ăn. Ôi, em thích nước mắm xả à. Ốc mà ăn nước mắm gừng có gì đó sai sai. Ăn nước mắm xả ngon. Cái nó trồng lại đi. Ngay giờ chơi ớt luôn. Ớt chín rồi. Mấy con ốc này mình mua về mình ngâm khoảng chừng nửa ngày trở lên đó, cho nó nhả ba cái nhớt ra, nhả ba cái dơ. Giờ mình đem vô mình luộc xả, mình bỏ vài cái lá chanh cho nó thơm. Còn mấy con ốc của mình nó nằm trên đây chưa có ăn. Mẹ lụt coi. Trong nồi con. Cái đã gì rồi, mất tiêu rồi trong ấy. Ừ, thêm trong trống. Rồi, mấy chén rồi. Luộc ốc chế một tí xíu nữa rồi con. Chế rồi. Không được. Ốc mình nhồi thịt cho nên thì phải có thịt. Món này vợ mình thích chứ mình chỉ thích ốc luộc thôi. Xuống Nguyên. Thịt bầm bỏ vô chừng hai củ hành tím, chừng hai tép hành tím cho nó thơm. Anh có nào ốc sơ anh sao anh quậy lên cái anh.
ốc này mình chỉ luộc cho nó sôi lên thôi, để mình lấy cái ốc ra mình bầm thôi, mình không cần phải luộc cho chín. Hả? Ốc nó sôi các bạn ơi, thơm cái mùi giống như cái mùi nồi xông vậy đó. Đường xả với lá chanh này như cái mùi của cái nồi xông nha. Các bạn có xông bao giờ chưa? Khi mình bị cảm á, mình nấu xả nè, lá chanh nè, lá ổi nè, xong mình chùm mền lại. Mình chùm mền lại. Ủa lấy gì làm gì con? Chưa chín. Ừ lấy nữa dĩa mẹ đi, mẹ đựng thịt heo vô rồi mẹ bằm ốc nữa. Đây mẹ. Này bằm nhuyễn rồi, bỏ cái dĩa. Đây. Sao nha? Cái đâm. Này, này, này cái có cái lẹm á. Này giống ốc xong rồi hả? Cái này lấy cái dao. Cái cọng dừa. Mình che cho nó bự. Nóng. Nó bự rồi, che thèm rồi hả? Con thèm không? Thèm chứ. Ốc bự ngon chứ. Dám ăn ốc bự không? Dạ. Ốc nhỏ ăn được, ốc bự cũng ăn. Ốc này mình lấy ra, mình lấy cái phần đầu thôi nha các bạn. Tại vì mình bầm mình dùng thịt cho nên mình không lấy cái phần từ khúc bụng nó chơi xuống. Cái con ốc này tuy là con ốc bu nhưng mà nó vàng khè, cái vỏ nó vàng chứ không phải là ốc bu vàng nha các bạn. Con ốc bu vàng thì nhìn cái mài nó mình biết, cái mài nó cong chứ nó không có thẳng. Ốc này chưa. Cái mài này con này nó thẳng băng nè. Ốc bu vàng nó sẽ cong, nó giận sống. Hai con 20 ngàn. Mình lấy cái phần thịt này ra mình bầm. Mẹ, cha con này còn chết mà. Không có gì hết trơn. Có mẹ lấy rồi. Nóng không? Ốc thì sau khi mình lấy cái phần đầu ra rồi mình rửa cho nó sạch ha. Nhớt nhiều lắm. Cái ốc được có mấy con. Cho bẻ cái cây á, không nữa cho em gì á. Nhưng mà là cắt kéo các bạn. Hôm nay làm món ốc. Ốc gì? Cần đến trời. Ốc nhồi thịt. Không phải. Ốc. Ốc gừng. Gừng đúng không? Gừng. Hồi nãy mẹ nói là ốc nhồi thịt. Nhồi thịt chứ gừng. Phải không? À nhờ thịt nó gừng luộc gừng. Ok. Chập. Chập chế. Làm gì vậy? Không biết. Làm xấu hả? Không. À, để cho làm cân. Ghê quá. Nó nắm tay dồi, cái đó tay dồi đâu phải tay mèo. Tay mèo gì bươi vậy?
Sau khi mình bầm bầm thịt với lại thịt rồi thịt ốc nè, rồi nấm mèo nè. Rồi bây giờ mình ướp gia vị ha. Đường, bột ngọt. Dặn chút đường. Tiêu, miếng tiêu cho nó thơm. Chỉ có con ốc thôi mà cảm thấy nó rất là lâu để mà nó vô tới cái bao tử. Bỏ vô một tí muối bọt ha. Nãy giờ quên. Dằn lạc lạc á, ba Giang học chấm nước mắm. Thường cái lá dài. Con này giống như con ốc hút thuốc mà. Là ốc hút thuốc. Đó vậy các bạn thấy món này chưa? Ốc hút thuốc. Cái này em làm ốc nhồi thịt xanh hồi anh chế ra thành ốc hút thuốc. Thường người ta cái lá xả người ta bẻ lại vậy nè, cong vậy nè. Xong rồi đầu mới để vô trong cái miệng như vậy. Thích vậy đó, thích vậy nè. Đó, xong rồi mới nhét cái cục thịt vô, mới nắm cái đó kéo là được chứ. Rồi về lấy cọng này dít hả? Ừ. Dạ mình làm hồi lấy ra không được cười đã luôn. Ngồi ăn sao phải lấy búa đập móc ra ăn. Ừ. Cái này hút thuốc lào nè. Chào các cả các bạn. Hôm nay bé Quyên ăn đậu phộng nè. Chị đã về cho con. Chị về. Ngon không bé Quyên? Còn coi chiếu phim đó, chiếu bóng đó. Món ốc của mình nãy giờ cũng lâu rồi, chín rồi. Đó, thèm chưa?
Thêm chưa, thêm chưa? Thèm vịt luộc chấm quá. Này có vịt chấm ăn ngon hơn. Con ăn. Đúng rồi. Con ăn được không Nguyên? Lấy chén cầm gian đại. Ngọn bốc. Nóng gì vậy? Nóng mà. Ngốc hút thuốc. Nó nhiễu vào tay Nguyên. Nhớ mẹ lấy cho con. Mẹ. Ừ, để mẹ lấy mẹ không. Mẹ con. Cho mẹ chơi. Này lấy muỗng rồi quay móc rồi. Em bởi vì em nhét hay quá. Người ta Nguyên cái lá xả mới móc ra được. Nè, em lấy Nguyên nè. Nhìn mấy Nguyên làm sao? Ăn ốc biết không? Vậy ăn gì? Dạ. Để ăn hả? Ăn ốc hả? Nói em rồi em tin. Ốc hút thuốc. Ngon quá là ngon. Thắng biết ăn không? Ừ. Hả? Bữa 17 á, đồng ốc qua ốc lát. Có một cường thì mua quá trời. Ngon rồi. Tôm mã nóng. Hết tôm hết, ăn lớp nhỏ này thôi à. Thôi ăn đại đi. Nhỏ rồi hả? Nhô lắm à. Thích ăn lớp bự, thích ăn lớp nhỏ. Ngon. Nóng nha. Lắm cái lá xả kéo ra. Kéo ra xong rồi không gớm rồi, rồi xong rồi lấy muỗng móc ra. Vịnh ốc kéo ra từ từ. Lấy muỗng cho trẻ em. Đem muỗng muỗng. Thu buồn lắm. Lấy vô mấy chất. Mình chấm không gừng ăn ngon không? Trời ơi. Cái này là hết rồi. Lấy muỗng. Dễ quá. Cũng như bỏ với còn. Ủa không có ốc hả Trường Chánh? Ốc rồi nó chết rồi, nó còn cái vỏ không? Mẹ, con không biết ăn cỡ này. Cái gì? Ăn cả đi. Cỏ hả? Không xả chứ đâu phải không cỏ mà. Không bỏ không biết ăn. Không xả đâu có ăn, xả bỏ lại. Muỗng con nè. Múc ăn đi, múc thịt ăn đi. Cái nhồi hai ba cái lá xả rồi vòng dưới dở cái một gà này muốn không dính nữa phải cho miếng dầu ăn vô. Ngon thiệt con á. Ngon thiệt cái gì mà ngon thiệt? Ngon vậy lắm. Ngon ngon mà có điều nóng. Ừ. Có tiêu á. Sao? Bị khắn nó lụm rồi. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Đâu? Ngon quá. Em mới được có một con thôi á.
Thắng nó nhanh tay quá. Ăn thắng này. Ấy con thấu kìa, để dành lại cho mẹ ăn coi. Trời ơi, nó có hiếu ghê vậy. Ai? Ăn mãi đi trời. Út cá. Con ban đi. Ừ. Nào. Nè anh. Cho Nhi kìa. Không phải. Không ăn cho Nhi. Ăn đi. Ăn đi mất cỡ rồi. Con không ăn được đâu. Út ra. Con Thắng ăn còn không? Làm sạch, miếng nước hấp luôn. Làm sạch vỏ luôn đi nha. Nước này nó ra ngọt quá. Ngọt. Làm sạch vỏ luôn, làm sạch ruột rồi làm sạch vỏ luôn. À. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo.